hiện tại ba mẹ đồ đang đứng ngay chỗ đường này là đường Phạm Phú Thứ đó bà con. Cái con đường này là đại lộ Đông Tây, bây giờ là Võ Văn Kiệt. Bà con có nhìn thấy cái mố cầu của bà con. Nơi đó, đó xin thưa với bà con, hồi xưa ngay đây là có một cái cầu, cái cầu này người ta gọi là cầu chữ U. À, đắt qua bên kia là đường Bến Bình Đông. Thì tương lai sắp tới là bà con ngay đây nè, ba mẹ còn nghe nói là nó có hình thành ra một cái cây cầu. Cầu này là cầu Bình Tiên. À, một cái cầu Bình Tiên này nó sẽ bắt ngang qua thế vô với cái cầu chữ U này bà con. Nó dài xuống với lại ở chết gà đèn xanh này để mình đi cho lẹ. Rồi, thì ở đây là có cái cây cầu Bình Tiên sắp tới tương lai không biết chừng nào xong. Rồi bây giờ ba mẹ cầu quẹo vào đây là con đường Phạm Phú Thứ. Hồi xưa đó thì ngay đây là có một cái chợ. Chợ này người ta gọi đó là chợ Cầu Bót. À, chợ Cầu Bót là ngày xưa là ngay đây nè bà con. Hôm nay là ngày... Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6 2021. Bây giờ là 9:30 sáng, nhiệt độ bên ngoài là 30 độ C, trời rất là nóng. Ba Michael đang có mặt ở tại số 76 đường Phạm Phú Thứ, thành phố Hồng Kông. Sáng hôm nay ba mẹ cậu sẽ dẫn bà con cô bác đi dạo chợ lớn. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, tức là ngày Tết Đoan Ngọ. Hay người Việt mình gọi là Tết diệt trừ sâu bọ đó. Đó, bán bánh ú, bánh đồ quá trời nè. Hôm nay là ngày cuối cùng để bán á. Chở bà con cô bác đi dạo một vòng chợ lớn để xem coi bà con chợ lớn chứng kiến như thế nào trong ngày mùng 5 tháng 5. Rồi sau đó chắc đi về tối chở tiếp bà con đi chơi tiếp, do nó mát chứ giờ Sài Gòn ban ngày nắng lắm. Rồi nó chết cha rất cái bình. Rồi bình thường á thì dạo gần đây á là dân tình thường hay nói là Sài Gòn chợ lớn te tua rồi, thì bây giờ ba mẹ còn cũng không biết là có te tua hay không, thì giờ chở bà con cô bác đi. Rồi bà con cô bác xem, rồi bà con cô bác tự đánh giá theo những cái gì bà con cô bác nhìn thấy. Và ba mẹ cậu cũng sẽ ôi chết trời ơi bà này, nó lùi xe mà bác không coi chừng vậy ta. Rồi ba mẹ cậu cũng đánh giá theo cái cảm nhận của ba mẹ cậu luôn. Thì đây là con đường này, đường Phạm Phú Thứ. Chúng ta sắp đi tới đây là một cái ngôi chợ. Chợ này là chợ Bình Tiên. Chợ Bình Tiên này là chợ Bình Tiên quận 6 nè. Thì cái khi mà cái chợ Bình Tiên này nó được xây dựng xong thì cái chợ Cầu Bót á, khúc dưới á, thì nó cũng dẹp luôn. Đó, bà con thấy không? Người ta mua hoa về người ta chưng nè. Nhà ba mấy cậu chở bà con của bác đi dạo vòng chợ Bình Tiên nha. Ôi cha, không có vào rồi. Ba mấy cậu ghét cái kiểu mà đi vô mà bị đo thân nhiệt lắm. Mà hôm nay tình hình này nó đông lắm bà con, cho nên thành thử ra là phải đo thôi. À, đây là quán sủi cảo. Thôi mà nếu mà không đo thì cũng đâu có vô quay phim được cho bà con ha. Thôi chạy vô luôn đi cho bà con xem cái chợ Bình Tiên. Xịt nước xong. Đây là chợ Bình Tiên nha bà con. Trong cái ngày 15 tháng 5. Không đậu xe, đứng xuống lòng đường, giữa hè. Ảnh hưởng đến đêm, giữa hè, giữa đèn. Kinh doanh mua bán, phải có rõ. Không được.
này là khu ẩm thực ăn uống nè. À, bên tay trái này là khu ẩm thực ăn uống. Đúc, bán đủ loại bánh đi về bà con ta cúng. À, có cơm rượu nữa. Lấy hộp cơm rượu quá chị. Rượu, rượu Nam á. Bao nhiêu? 40. Cảm ơn. Hạt cơm rượu. Ấy giờ chết chặt. Nó đổ. Dạ. À, bà con thấy người dân người ta lịch sự không? Người ta dặn mình á, ăn không hết về bỏ tủ lạnh. Chà, một núi rác. Wow, hôm nay chợ Bình Tiên lúc này nó trống trải dữ nè. Trời ơi, bình thường ba mấy cầu chạy khu này ba mấy cầu sợ lắm, bị lấn chiếm dữ lắm đó, bà con thấy không? Một vài người ba hỏi nói ba mấy cầu cứ chợ người ta buôn bán chạy vô làm chi. Nhưng mà xin thưa với bà con, đây là con đường mà chứ đâu phải là cái chợ đâu. Cái chợ là trong lòng chợ á, cho nên hôm nay là nhà nước dọn dẹp nè, cho nên đường xá nó rộng rãi ra được tí. Ồ, đó, bà con xem không, rộng rãi. À, người ta mua gà rất là nhiều nè, mua rau nữa. Bên tay phải ba mày coi, đây là vịt quay Kim Mai nè, heo quay chứ. À, tiệm này á, ba mày coi có một cái điều ba mày coi rất là ngạc nhiên bà con. Mỗi lần ba mày coi đi ngang qua cái chợ Bình Tiên rồi nè, ba mày coi quay cái vịt heo quay hay Kim Mai này nè, thì ba mày coi thấy không có đông lắm, nhưng mà không hiểu sao mà cứ các YouTuber á, ba mày còn có coi những cái video á, thì không hiểu họ quay bằng cái cách nào mà nó đông lắm bà con. Nó đang đi chợ rồi, tôi đứng ở đây rồi. Rồi giờ mình quẹo vô đây, đi vô cái khu này, vô cái hẻm của người Hoa để xem coi người dân người ta có cúng kiến gì không. Ồ, con cá lóc kìa. Ơi, cá chê nó bò ra đường. Trời, ghê quá. Lỡ xe mình mà cán qua sao trời. Không biết ta có bắt đền mình không. À, ba mấy cậu thấy rất là ngạc nhiên cái chợ Bình Tiên này bây giờ được dọn dẹp chừa lại cái đường đi rất là hay. À, bình thường đây là lấn chiếm hết trơn luôn á, không còn có đường để mình chạy nữa. Dạo này Sài Gòn mình thay đổi nhiều lắm thật không, hầu hết tất cả các chợ luôn. Một cái điều rất là đáng khen cho chính quyền. Rồi ra đây nè, người ta chặn nè, đó ta chặn vô chợ rồi. Rồi mình ra khỏi chợ rồi đó. Như vậy là người ta chỉ rào lại thôi, người ta đo thân nhiệt cái xịt nước cho mình để cho nó an toàn cho mình thôi, chứ cũng không có gây khó khăn gì. À,
Michael đi vô mấy con hẻm này, bà con mới thấy là người dân bắt đầu người ta cúng nè. Hôm nay là người Hoa người ta cúng lớn lắm bà con. Người ta cúng bánh ú nè, hoặc là heo quay. Ở đây là có một cái xóm này như xóm làm cái gì á, lát chổi, như chổi lát thì sao á. Rất nhiều nha, tại vì không biết bà con có thấy không chứ ba mẹ cậu đi ngang qua nhìn vô mấy cái con hẻm á, người dân người ta bày bàn ra, người ta cúng rất là nhiều. Giờ để ba mẹ cậu chở bà con bác đi qua khu chợ Thiết ha. Chợ Thiết người ta buôn bán cũng nhiều lắm á. À, không biết mùng 5 tháng 5 này người ta cúng kiến làm sao. Úi chà, sáng sớm rồi sư phụ này làm lon bia 33 rồi. Ba mấy cậu đang đi trong cái hẻm 157 Mai Xuân Thưởng nha bà con. Con đường này hồi xưa đó là con đường cô chợ ra củ quả, buôn bán mấy cái rau củ nhiều lắm. Đây là ngã tư đường Bãi Sậy nè. Đây là ngã tư Bãi Sậy với Mai Xuân Thưởng. Trước mặt chúng ta hồi xưa đó là con kênh Hàng Bàn. Đây nè bà con, hồi xưa ở đây là cái con kênh Hàng Bàn nha bà con. Bây giờ nó đổi thành con hẻm rồi đó. Chúng ta đang đi ba một cái dòng kênh nè. Con kênh này hồi xưa lớn lắm, tàu bè ghe tàu qua lại rất là nhộn nhịp. Còn con đường này là đường Phan Văn Khỏe nè. Để mình đi dạo chợ Bình Tây luôn đi. Đây là đường Phan Văn Khỏe. Đường Phan Văn Khỏe này thì hồi xưa nó là bến Nguyễn Văn Thành à, tại vì nó cặp cái con kênh Hàng Bàn. Giờ mình ghé qua chợ Bình Tây một tí là mình đi qua chợ Thiết nha bà con. Đây con đường này Phạm Đình Hổ nè, hồi xưa ở đây có cái cây cầu nè bà con. Cây cầu Phạm Đình Hổ. Rồi khu này khu chợ Tỏi nè, củ hành nè, hành tím nè. Wow, ở đây là khu xóm Tỏi thì sao á. Xóm Tỏi với hành, xóm hành Tỏi. Đó. Heo nè. Chợ Bình Tây hôm nay nó cũng nhộn nhịp lắm bà con. Không có te tua đâu nha. Hôm nay là cái ngày lễ lớn của người Hoa mà. Xin hứa với bà con cô bác á, mà bình thường mà nếu mà không có dịch á, tối nay nè ba mẹ cậu sẽ dẫn bà con đi coi mấy cái kịch của người Hoa. Mấy cái ca kịch á của người Quảng nè, người Tiều nè. Trời ơi, họ hát mấy cái tuồng hay lắm. Cộng đồng người Hoa chỉ có hai cái loại ba mẹ cậu nhớ là như là hồ, hai cái loại hình nghệ thuật đó là hồ Quảng và hồ Tiều. Hồ Quảng thì chúng ta nghe nhiều hơn tại vì nó hát bằng tiếng Quảng Đông, còn hồ Tiều thì hát bằng tiếng Tiều. Thì hồi đó ba mẹ cậu cũng thích đi coi hồ Quảng. Mà hồ Quảng thì tại sao nó phổ biến rộng hơn bà con, tại vì hầu như là những cái người như là người Hải Nam nè, người Hẹ, người Tiều và người Phúc Kiến đều biết tiếng Quảng để cho nên nghe hiểu. Còn cái hồ Tiều thì nó chỉ có giới hạn ở trong cái phạm vi là người Tiều thôi, ít người bang khác mà biết được tiếng Tiều lắm. Thử ra cái độ mà hồ Tiều nó không có phát phổ biến bằng cái hồ Quảng. Rồi phía ra phía trước mặt của chợ Bình Tây nè bà con. Thấy hôm nay sao gửi xe đông quá vậy, không biết là chợ Bình Tây này được bán lại chưa đây.
vẫn chưa bán lại bà con. Mấy cái chỗ cửa hàng ở dưới đây nè, quần áo gì đó, ba mẹ còn thấy chưa bán lại. Rồi con đường này nè bà con, con đường này là con đường Nguyễn Hữu Thuận. Hồi xưa trước năm 75 đó là đường Quỳnh Thoại Yến. Hồi đó mỗi lần mà đi xe từ cái chỗ Bến Thành đó, đi vô đây nè, xe buýt nó đậu trong đây nè bà con. Thì ba mấy cò đi bộ đi con đường này để đi vô chợ Bình Tây. À, trước mặt bà con đó là bến xe buýt nè, bến xe buýt Chợ Lớn. Mình đi dạo một vòng bến xe buýt Chợ Lớn nha bà con. Hồi đó đây là con đường này là đường Dương Công Trừng nè, bây giờ là Nguyễn Thị Nhỏ. Hồi đó đây là mấy cái xe hàng căm nhông đậu rất là nhiều. À, mình về vô đây, đây là chợ trái cây. Ở đây người ta gọi là chợ trái cây bến xe Chợ Lớn. Đó, bà con thấy em đó, đường xá mà nó được rộng rãi thoải mái là phải nhờ mấy cái anh này nè, mấy cái lực lượng này nè đi giải tỏa nè, đó người ta kéo vô nè. Còn không có mấy chiếc xe này coi như là người ta lấn chiếm rất là nhiều. Đó, cho nên bà con cô bác nào mà tay nhanh thương não á, mà thường hay chửi ba mấy cò đó là chợ búa đông đúc mà còn chạy vô để làm cái gì. Đó, xin thưa là tại do những cái này là người ta lấn chiếm nè. Đó bà con thấy không, công an phải địa phương xuống đâu, chứ không phải là lấn ra cái là hết đường đi. Đó, là phải cảm ơn cái lực lượng này rất là nhiều. Và đây là cái con đường đi chứ không phải là cái chợ. Trật tự đô thị số là bà con thấy không, cái con đường nó rộng rãi, nó thoải mái liền à. Chúng ta đồng nghĩa là chúng ta nói chung là cũng thông cảm cho bà con buôn bán, nhưng mà cái nghèo nó không phải là lý do để cho lấn chiếm rồi cuối cùng là Sài Gòn mất văn minh. Đó bà con thấy không, con đường tự nhiên nó trả lại liền, nó rộng rãi liền. Còn bình thường mà con nhớ không, nó lấn chiếm ra hết rồi, coi như là xe gắn máy ba mấy cầu chạy qua không được luôn á. Đó. Đó bà con thấy không, đường xá vắng vẻ trả lại con đường. Nó vậy mà hồi đó ba mấy cầu bị một số người vô chửi ba mấy cầu. Cứ cho là cứ buôn bán hình thành riết cái thành tự nhiên cái cho rằng cái con đường ta thành cái chợ. Rồi mất đi cái nét đẹp văn minh. Rồi sao nó cứ hỏi tại sao mà Sài Gòn nó cứ nghèo hoài. Đó, bình thường mà con nhớ không, ngay đây nè, cái tiệm rau này nó đứng ra tới nửa đường luôn. Nghèo thì đồng nghĩa là chúng ta muốn sẽ hỗ trợ cho người dân, nhưng mà không có đồng nghĩa là để cho mất đi cái văn minh đô thị. Rồi con đường này là con đường Nguyễn Trãi. Đường Phú Hữu. Và ba mấy cầu sẽ chở bà con cô bác đi qua chợ Thiết. Thì khu chợ Thiết bên đó là người ta buôn bán cũng nhiều lắm đó bà con. Ta đốt giấy tiền rất là nhiều. Người Hoa mình có một cái phong tục là đốt giấy tiền rất là nhiều nha bà con. Nó gọi là đốt vàng mã đó. À, cứ quan điểm là cứ đốt là gửi xuống dưới, rồi sau này chết thì xuống dưới lấy lại. Cho nên là người Hoa là họ có tục lệ là họ đốt rất là nhiều. Và họ quan điểm rằng đó là người thân người quá cố mình ở dưới mà giàu có là họ sẽ cho tiền lại trên nhân gian. Ở đây là cái khu này gọi là khu chợ Phùng Hưng.
dạ, con vô cũng kiểm dịch nè, cho nên cũng không có đi vào. Chợ Phùng Hưng này là chợ của nhà giàu nha bà con. Ba mình còn thấy bán mấy cái lá đi về treo nhà cũng nhiều lắm. Đây cơm gà Đông Nguyên. Rồi giờ ba mình còn vẹn qua con đường này là con đường Châu Văn Liêm. À, xin thưa với bà con cô bác, con đường Châu Văn Liêm này trước năm 75 nó là đường Tổng Đốc Phương. Đây bên tay trái ba mày cầu đây, bà con thấy cái chữ là công ty xây dựng số 14 gì nè. Thì nơi đây là bà con hồi xưa đó là rạp Victory Lê Ngọc. Sau năm 75 thì đổi tên là rạp Toàn Thắng. Rồi bên tay trái là cái tòa nhà này bà con, thì đó là khách sạn Trường Thành. Khách sạn Trường Thành là nơi đóng quân của quân đội Úc. Rồi xéo qua góc kia màu vàng vàng đó là rạp Thủ Đô. À, khách sạn luôn á, hồi đó nó là cái khách sạn Thủ Đô. Rồi con đường này đường Lão Tử rồi. À, chè Hà Ký. Chè Hà Ký này cũng nổi tiếng lắm. Rồi đó đây có một cái tượng đài nè bà con. Tượng đài này là tượng đài chiến sĩ vô danh. Ngay đây có tượng đài chiến sĩ vô danh. Ngã tư Hồng Bàng với Tổng Đốc Phương chết cha rồi. Chạy qua chậm tí rồi. Rồi chạy đứng đây luôn. Thì xin thưa với bà con cô bác, ở đây là chợ chim nè. Rồi ở đây nè, hồi xưa đó là ga Phú, ga Thuận Kiều. Rồi bà con còn nhớ hôm nay nơi đây có hai cái bồn nước. Rồi điện lực nè đó. Rồi khu này là khu chợ chim. Rồi bây giờ ba mươi cầu qua đây là con đường này, là con đường Thuận Kiều. Con đường bên tay phải ba mươi cầu đây á, à, đó là bệnh viện Chợ Rẫy. Còn con đường trên đây là con đường Tân Thành nè. Con đường Tân Thành này thì nổi tiếng là chợ xe. À, chợ Tân Thành á bán mấy cái đồ phụ kiện xe đạp cũ hay là xe gắn máy cũ. Thì nơi đây á là người ta nổi tiếng, đó là nơi mà tiêu thụ hàng gian nha bà con. Có những chiếc xe gắn máy hoặc là gì đó người ta ăn cắp á, ăn trộm á, mà nó bán không được á, nó rã ra, nó rã ra từng bộ phận rồi sau đó đưa vô chợ Tân Thành để bán. Thì chợ Tân Thành này là cái nơi mà đầu mối tiêu thụ những cái xe gian rã. Ô ký thì da này cũng trúng lớn nè. Rồi ở đây là ngã tư đường Thuận Kiều với đường Nguyễn Chí Thanh. Rồi chúng ta sắp tới chợ chợ Thiết. Thì hầu như là Tết mùng 5 tháng 5 là khu chợ Thiết này cũng rất là nổi tiếng, nên mình cũng nên đi qua một lần cho biết. Rồi lên. Rồi con đường này là đường Nguyễn Chí Thanh. Xe cứu thương đậu quá trời. Rồi bên tay phải ba mày cầu đây nè, đó là cái cơm tấm Thuận Kiều. Cơm tấm Thuận Kiều là xuất phát từ cái chỗ này nè bà con, nằm trên đường Thuận Kiều. Rồi sau này mở ra rất là nhiều cái chi nhánh. Rồi ở đây là giao lộ đường Thuận Kiều, đường Lê Đại Hành. Rồi đường xéo bên kia là đường bếp, để ba mày còn chạy qua đây. Đây đi ngang qua cây xăng đi. À con đường này là đường Tân Quý.
Micro đang đi trên con đường Tân Quý. Rồi, ở đây là ngã tư đường Tân Quý, đường Phó Cơ Điều. Bên tay phải là mình còn đây thì tất cả các tiệm vàng bạc đá quý là được đóng cửa rồi, không có hoạt động. À, chợ Thiết có vẻ ẩm đạm hơn nha bà con. Chợ trái cây nè. Ba mẹ cậu thấy rằng là có vẻ nó không có nhộn nhịp như những lần ba mẹ cậu đi, người mua cũng thưa thớt. À, bó lá xong rồi. Này là con đường Dương Tử Giang. Hồi xưa con đường Dương Tử Giang này tên là con đường Mạnh Tử. Đây đã băng mấy cầu quẹo vô đây để dẫn bà con cô bác đi vô chợ Thiết. Khu phố này là khu phố người Hoa nè. Để coi coi có chứng kiến gì không. Bà con để ý nha, ở đây là người ta đốt vàng mã nhiều lắm. À, thấy không, người ta cúng kìa. Có con gà nè, có bó cải nè, trái cây. À, hầu như là ở đây người ta cúng con gà nha bà con. À, phong tục của người Hoa ở sống khu này là ba mẹ cô thấy là họ cúng con gà, mà con gà là con gà quay vô trong nha, chứ không phải là con gà quay ra ngoài. Ai đốt nè bà con ha. Gà, có con vịt quay nữa, bà con hồ thấy nhà đó có vừa cúng gà mà vừa cúng vịt nữa. Rồi lại con gà, nói chung là nhà nào cũng cúng gà. À, khu này là cúng nhiều lắm. Cúng xong người ta đốt vàng mã. Thường là ba mẹ cô thấy là con gà nè, dĩa trái cây nè. À, với cái bánh bánh bát cạn lột sạch gột ra luôn nha bà con. Rồi với lại nhiều khi có dĩa heo quay sắt ra nữa. Đó, bà con thấy không, gần ta đốt rồi. Chết cha rồi, đâu có cho vô. Bây giờ sao? Ừ. Chà. Không có cho vô rồi. Chi chợ Thiết, chợ Thiết bị phong tỏa không cho vô luôn, chứ không phải là xịt tay rồi vô nha. Rồi xe này dừng lại vũng bầu nghe hết đường luôn. Rồi sầu riêng bây giờ là 80.000 ký nha bà con cô bác ở bên nước ngoài hải ngoại vậy là có mua sầu riêng chưa. Rồi, sầu riêng ở bên các cô chú bác là 1 ký là bao nhiêu tiền bà con? Chứ sầu riêng ở Việt Nam là bán vậy là 80.000 1 ký á. Giờ mình đi đâu nữa ha. À, giờ chợ Thiết này người ta không cho mình vô luôn á.
chứ không phải là vô là xịt nước là vô nha. Chợ Tiến hôm nay là phong tỏa luôn, dạng như phong tỏa luôn vậy đó. À, không có chợ nào buôn bán hết. À, sập là đóng cửa luôn. Giờ để mình đi qua đường kia mình vòng vô thử coi còn có mở không. Ở đây được rồi. Rồi giờ mình quẹo vô đây con đường Lê Đại Hành nha bà con. Rồi giờ ba mấy cầu quẹo vào đây con đường Tân Phước. Cúng quá trời nè bà con thấy không, người ta đốt nhà người ta cúng, hôm nay là lớn lắm. Rồi rõ ràng luôn là cái khu vực này là nó đã phong tỏa, nó không cho vô họp chợ luôn đó bà con đó, bà con thấy không, không chặn không cho người vô luôn á đó. Đó bên kia tiệm vàng Kim Sen rồi vẫn còn mở cửa nè, hàng loạt bên đây. À, cái chợ Thiết trong đây thì mở nè, nhưng mà cái con đường này tại sao lại không cho mở ta. Chà, cái gì mà u đông vậy. Đó, tiếp chuyện gì vậy. À, phải khai báo y tế mới vô chợ được. Chợ vẫn bán nhưng mà phải khai báo, vô ra vô phải khai báo y tế. Rồi thôi vậy là hết chợ Thiết rồi đó bà con. Rồi ba mẹ cầu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.